Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim 1 triệu token có ký hiệu là Visa. Đây là chương trình AirDrop này nó đang bán token đang bán VSL còn 22 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Thì nó sẽ list trên sàn PancakeSwap ạ. Thì mình cũng đã check website của nó này nọ thì nó cũng đã có contract, có tờ Twitter, có tờ Wix và có Gamap đồ các kiểu các bạn. Thì để được claim con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate của mình ra nè. Các bạn chọn qua mục dash nè. Các bạn dán cái địa chỉ của tất cả các bạn đã copy các bạn. Thì link nếu bạn nào copy không được thì các bạn dán cái video mình lên Google, các bạn copy hoặc là có thể join vào kênh Telegram group mình nha các bạn. Các bạn dễ copy các bạn. Rồi. Các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain BET20 nha các bạn. Và các bạn chờ load chút xíu các bạn. Thì đây các bạn có thể claim Bri nè các bạn. Và các bạn có thể mua min tối thiểu 0.01 và max maximum là 10 BNB nha các bạn. Thì cái dự án mua VSL này mình không có khuyến khích các bạn mua nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn claim Bri thì các bạn bấm vào claim here nè. Rồi bạn bấm vào kết nối nè. Thì những dự án thế này mang tính chất sổ số các bạn. Các bạn tốn phí mạng là 0.0005 BNB các bạn, khoảng 0.1 đô các bạn. Rất là rẻ luôn, bạn bấm chụp thân nè. Sau khi bấm chấp thuận xong thì các bạn bấm vào một BNB, một lá gỡ nè, các bạn copy địa chỉ người nhận là con chắc của nó các bạn. Rồi bạn sao chép đây nè. Thì mình sẽ qua Chamber scan chép con chắc cho các bạn xem các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn. Thì bạn sẽ nhận được 1 triệu token Vida. Hiện tại con này có logo luôn, rất là ngon lành luôn các bạn. Thì các bạn đem qua trang mình hướng dẫn các bạn lại liên giáp mình chia sẻ với bạn bè người thân các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain BET20 mình nè các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn trở qua một dash này đó nè. Các bạn chọn vào dự án đó nè. Rồi tất cả các bạn dán cái địa chỉ đâu rồi ta? Tôi không biết. Rồi nha các bạn dán địa chỉ BC scan của mình nè các bạn. Rồi bạn bấm vào một get link nè các bạn. Thì các bạn sẽ có một cái link ghép, các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Thì để mình coi nó đã list trên sàn sao chép, để qua trang BC scan mình check tổng cung nó có bao nhiêu nữa các bạn. Và các bạn để các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Mình quá nhiều token hơi khó lựa quá các bạn. Những token mình claim không ạ? Thì claim mang tính chất rất là hên xui các bạn. Một khi nó list sàn giá cao thì các bạn khá là ngon các bạn. Đây là bạn, mình 1 triệu token nè. Đây thì trong web con này có 3, 6, 9, 12 cũng rất là cao luôn các bạn. Có hiện tại có 11.000 địa chỉ, 11.137 địa chỉ holder nè. Trong web đã update này, địa chỉ hợp đồng nè. Để mình copy con chắc của nó các bạn. Qua trang BC scan mình coi nó qua sàn PancakeSwap có list sàn chưa các bạn. Bạn dán con sắt của nó vào đây nè. ADD nè. Bấm nút add nè. Mat nè. Ok, hiện tại nó đã cho mình swap trên sàn Binance Smart Chain nha các bạn. Ok. Thì mình chỉ việc chờ con này nó tăng giá cao mình xả thôi các bạn. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token, 10.000 token có ký hiệu là Vida đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.